Audio Jungle. Rồi, chú đi vô làm đi, không quay chỉ chi tiết luôn. Chú vô rồi, thấy mấy cái này vướng quá, chú bấm hết đi. Cái này bấm hết đi. Bấm hết nha. Bấm hết, vướng quá bấm hết đi. Đấy, đúng không? Rồi. Đấy. Vướng hai cái đó vướng bấm luôn. Bấm luôn này. Bấm sát sát con nha. Cái này nè, chắc bấm luôn này. Bấm ở bấm dưới thôi. Đó. Bấm rồi được chưa? Rồi, hai cái này giúp chọn cành thôi nè. Không. Bỏ ở dưới đi. Bỏ cành dưới này nha. Ừ. Bấm. Rồi. Rồi. Trên này. Như cái này chú bỏ luôn nè. Cái này bỏ luôn nha. Bỏ luôn. Bấm sát thân luôn. Ờ. Rồi cái này bắt đầu giờ rập quá rồi, chú phải nhìn hướng lên chú làm á. Mấy cái này nãy lấy chú bấm hết luôn nè. Đâu cây nào. Rồi. Cái này nữa nha. Nó để được không sao đâu. Để ăn trái rồi bấm. Rồi chú lên chú nhìn nha. Rồi. Rồi con chỉ tí cái chỗ luôn. Có giờ cái ngọn á, cái ngọn chú canh ba ngọn đều nhau chú cưa luôn. Ba ngọn này về. Ừ. Cái này chắc cắt từ đây à? Đúng không? Đúng rồi, có canh chỉ ra cái đó đúng không? Có canh này chỉ đúng ra rồi. Này. Cái này đó luôn á. Cắt cắt rồi. Ngay đây nha. Đúng rồi, như rồi. Được cưa đây là đây. Cưa kia quá. Cưa sắt luôn đây. Không, cưa đánh đây. Cưa quanh những rồi. Mấy cưa của anh cũng được cho nó gọn. Rồi đưa cháy cứ cầm nha. Đứng cẩn thận chú. Gió có phải cắt luôn từ đây đúng không? Rồi cái không chừa cành đá. Đó, nó sáng liền hả? Đấy, nó sáng đấy, đúng không? Rồi, cái cầm bên đây. Đây. Lưng đầu chú á. Cành đó thì lấy kéo bấm thôi. Đây, cái cầm chưa chú. Chú đứng cẩn thận chú. Đây rồi, có. Rồi cành đây coi chú luôn, mấy nhánh chọc, cành chọc vô bấm hết đây. Anh đi cắt, anh đi cắt. Đây. Đó, mấy cành chọc vô chú bấm hết cho con luôn. Cành này á. Cành này nè, cành này bấm luôn, bỏ. Thôi đâu đâu. Đấy, nghe tay này, đây nè. Đây á. Bỏ. Bỏ hả? Chọc vô đâu có tác dụng đâu. Ừ. Chọc vô nó. Nó làm nè. Làm xíu sao. Rồi, chú cành cái cành này chỉ ra, bấm trên đầu ngọn luôn. Cành chỉ ra. Khó anh chưa thử nó cành nào đều. Chắc có khi để thằng này à? Đúng rồi, cứ ngay đó đi. Cứ ngay đây thôi. Rồi, cứ ngay đó đi. Cứ đưa kế cho cầm nha. Cứ ngay đây nhá. Rồi. Cắt kéo nó phải cắt hai bên vậy. À. Phải chấp mạch. Mấy cái cành nó nhỏ đậu cá nên không cho không cứ cưa nha. Rồi. Còn cành nào sẽ anh trai? Bấm ngọn. Bấm ngọn đây chị. Tôi chọn một cái cành thôi. Ở đây kéo xuống. To quá cho được chừa nhỏ thôi. Bấm bỏ cái đó đi. Rồi bấm một ngọn trên luôn. Đây luôn. Thuốc trên nữa. Rồi. Bấm mà phải canh những cái cành đó đúng rồi. Ừ. Rồi chú coi cái cành này chọn vô bỏ luôn đi. Cây này á? Ờ. Chắc cắt luôn từ đây nhỉ? Bỏ luôn trong luôn. Từ sát trong luôn. Sát trong này á? Ờ. Ờ đúng nó sáng ra đấy vậy. Không mấy cành đây nó đậu nè. Nó sáng. Sáng rồi chú bấm mấy đầu ngọn đi. Đó, giờ cái này nè. Chú cưa ngay đây. Này vô ngã ba luôn rồi. Ngay đây hả? Ừ, mà thay vì giờ đã đợi trái là cưa luôn ngay đây chú. Ngay đây hả? Ừ, cưa luôn. Chú kéo chú cầm nha. Còn đây là chú cầm. Thì hai cành chỉ còn một cành thôi. Đúng rồi. Mà ra số cắt cành trên để cành dưới cho nó. Chú cưa bên này cưa vô nè. Xuống bên này cưa vô đúng rồi. Đó. Khó một cây liền. Đó.
Đó. Mấy cành nhỏ nhỏ, thân để im nha. Đó ngay tay chú để im đừng lạc nha. À, để im. Cái đầu trái nha. Trái đó. Rồi, giờ bấm ngọn thôi. Cái này thì bấm ngọn nha. Bấm tí cái ngọn này đúng không? Bấm ngay ngay bà. Ngay đây nha. Đây phải không? Đúng rồi, chừa cành đó đúng rồi, bấm đi. Đó. Rồi. Có cái đầu ngọn đó bấm, chắc chú lấy khang bấm đi. Ngọn ngọn lấy khang bấm đi. Ngọn đây hả? Ừ. Trên nách nó xíu. Đó. Trên nó xíu đúng rồi, cẩn thận vô. Đâu thực hành đấy vậy. Nhìn đôi khi là không chính xác. Rồi, như cái này vô bấm một ngọn hết nè. Còn đây hả? Rồi, bấm ngọn. Chú bấm rồi biết sao không? Cành trên nó có rồi, phải bấm bên đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Bấm cành trên có rồi, mình bấm được đấy. Cành này đẹp. Rồi bắt đầu bên sau lưng chú á, cái cây sau lưng á mình sẽ chuông gì không? Cái cành rồi sau lưng á. Sau tháng này đi tháng này phải lên tháng. Cành đấy chắc, cành này chắc mấy tháng. Cưa, cưa hiện tại. Rồi chú này chú cưa đây. Cưa nhá. Rồi chú này cưa đây. Xử lý trên rồi xuống dưới xử lý sau. Bỏ vô nó kèo lại con chị á. Đó giờ chú cái ngọn kia đó, nó vươn một cành ra á, chú cưa ngay dưới đúng không? Thì ngay đó thôi. Ngay vươn ra đây ngay tay á, cưa dưới không, con chị á. Cưa đâu? Cưa chú cầm. À, cưa giờ cái cành trên nó vươn ra đúng không? Chú cưa ngay chỗ đây cho con. À rồi. Cưa ngay đây nha. Rồi. Giờ mình vừa đậu tán, mình vừa ăn trái luôn mà. Đó, cái cành gì nó thoáng liền. Không ảnh hưởng gì hết. Chứ ở trên nó ra ho cũng không đậu đâu rồi, bấm mấy đầu ngọn nữa xong rồi. Cái đầu ngọn non này bấm một tí rồi. Non để cũng được chút, non để. Rồi, đây. Để bắt đầu bên này mình có xử lý nè. Rồi bên này đúng không? Chú phải chọn hai cành này, chú chọn bỏ bên trên đây đi. Bỏ bên to này nè. Bấm luôn xét luôn rồi. Sao dưới lên đây? Không, chú bấm trên chú để lại ăn cái ho này. Đây ngay đây nha. Ừ. Đó. Rồi, ở đây nè. Đây chú phải bấm ngay đây nè. Đúng rồi. Cái này bỏ luôn. Đâu? Bỏ luôn. Đó. Rồi, trong đây coi những cái nào nó không ra ho được thì bỏ nè. Đúng rồi. Bớt cái này nhỏ đi. Còn những nhỏ để sáng vô để. Ngay để bỏ cái bỏ. Để bỏ. Cái trùng à. Đúng rồi. Nó như là ngọn bấm ngay đây đi, ở trên chết rồi bấm luôn sắt ngay đây. Đó. Vì đây nè, đây là nụ nè, nụ nè. Rồi, xuống đây, chúng nhìn ngay cái đọt đây luôn nè. Nó đang có nụ đúng không? Mình để. Rồi, cái này bấm ngay đây nè. Chú luôn. Nghe trên. Đây, nghe ba. Chú bấm mà chú chừa cái nụ này lại nè. À, như cái này nó chết rồi bấm lên dưới đầu nha. Cái đó để ho được, có ho là có nụ à. Bấm ngay đầu thôi. À nó có nụ đi. À hơi kệ nó đang nó. Ừ, nụ để. Cái này. Bấm sát luôn dưới luôn. Đây nha. Thấy không? Sát luôn dưới cái ba luôn nè. Nắp luôn. Đúng rồi. Đó, về ánh sáng để nó lâu cái đây này, cái đây. Nhìn. Rồi bắt đầu vô trong à, vô trong mới nhiều à. Trong lum la nè. Trong này nhiều. Có mấy thằng này chú bấm bỏ đi. Đang rộp sáng bỏ hết. Này đây nha, đi bỏ đi. Bỏ luôn hai nó. Rồi. Mấy cái này cưa hết luôn ạ. Mấy này cưa hết nó cũng đá hết nó có tác dụng nhưng mà sắt đá rồi. Sắt đá. Như này bỏ luôn nó rập quá không có tác dụng nữa. Cắt luôn. Rồi. Như này giờ hai cành bỏ một cành đi. Cắt luôn. Cắt luôn.
bỏ ra nhưng mà không mất cạnh mới làm trái được. Như hồi nay chứ đọc đá cho cưa luôn à. Cắt tầm đây sát thân vậy được chưa anh? Rồi sát rồi lúc được đấy. Như ha, mấy cái tay này có đi đều cái bé này. Cái bé để được nhưng mà giờ chú coi chỗ nào nó có ánh sáng. Ví dụ như gần đây là chú bấm ngay đầu ngọn đi. Ngay đây nhé. Luôn. Có để nó ngồi ở đó ra. Đây là chú bỏ đây luôn nè. Bỏ vô cái đũa qua sửa mấy cái này bỏ hết nè. Mấy cái rọc sắt đó nó bỏ hết á. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Đây bỏ luôn nè. Đây. Không có cái chọc đất này. Đây. Bỏ. Bỏ. Đấy, rồi ra bấm ngay đầu ngọn rồi xong. Ra ngoài nó chỉ cho đầu ngọn. Dưới gần đây là bỏ luôn mà. Bỏ luôn đi. Xác thân luôn anh. Đây rồi chúng ta đây chú coi chỗ này nó đọc sáng quá. Chú ra đây nhìn nè. Ra nhìn nó thấy được. Vỗ rột ngay đây đúng không? Mình bấm ngay đây luôn. Bấm ngay cái nắp này. À, trên xíu. Đây. Trên không để đúng rồi. À để mấy cái đấy. Để cái nắp lại nè. Mấy cái nắp trên nó có quả cái đó. Đấy. Như cái này nó vướng ánh sáng rồi bỏ đi. Cái này cắt sắp thân thôi. Xét luôn. Rồi ok. Để bắt đi giữ. Rồi rồi giờ đây cành, cái cành này không ra ho được bấm ngay đây. Rồi, ngay đây nha. Đúng rồi. Có cái đây nụ nè. Đúng rồi. Đây không được lật luôn đi. Đó. Rồi vô đây nè, vô đây nó hơi chặt nè. Cho con này đi. Đúng rồi. Rồi á. Còn mấy cái đầu ngọn thôi. Ngọn cành. Bấm vào ngọn trên đúng không? Dưới xíu. Đúng rồi.